Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Khi nói đến khủng long, đương nhiên là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cái tên nổi tiếng được nhiều người quan tâm và đề cập: Tyrannosaurus Rex, Spinosaurus, Brachiosaurus, Triceratops, Stegosaurus. Thật khó để chúng ta có thể bỏ qua chúng trong những cuốn sách hay những văn hóa phẩm đề cập đến khủng long. Tuy nhiên, bên cạnh những cái tên nổi tiếng xuyên suốt từ trước đến giờ, thì cũng có một trường hợp rất thú vị và hơi ngược đời. Một cái tên nổi tiếng, một thời từng được xem là biểu tượng của nhóm khủng long mà chúng ta vẫn quen gọi là khủng long cổ dài, nhưng lại bị khoa học bác bỏ tính hợp lệ trong suốt nhiều thập niên và phải đến gần đây thì cái tên đó mới được khôi phục. Đó là cái tên nào thì đọc tiêu đề video chắc các bạn cũng đã biết rồi, Brontosaurus. Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu câu chuyện về Brontosaurus, biểu tượng bị phai nhạt của thế giới khủng long. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Vào năm 1879, trong những lớp đá của hệ tầng Morrison ở Como Bluff, bang Wyoming, Othniel Charles Marsh, nhà cổ sinh vật học lừng danh người Mỹ, đã phát hiện ra một bộ xương khủng long tương đối hoàn chỉnh, một cá thể khủng long chân thân lằn, sauropod, và ông xác định đó là một chi và loài hoàn toàn mới. Ông đặt tên cho nó là Brontosaurus excelsus, có nghĩa là thần lằn sẫm cao quý. Chữ sẫm ở đây muốn nói đến kích thước khổng lồ của bộ xương, với chiều dài khoảng 20m và ước tính con vật sẽ nặng đến 30 tấn khi còn sống. Như vậy mỗi bước chân của nó sẽ không khác gì tiếng sấm rền vang trên mặt đất. Tuy nhiên, vấn đề là Marsh tỏ ra khá vội vã trong việc mô tả và định danh các mẫu vật khủng long mới phát hiện, và nguyên do chính là vì ông đang trong một cuộc chiến thật sự với Edward Brinker Cope, một nhà cổ sinh vật học khác, một chuỗi những sự kiện mà hậu thế vẫn gọi là chiến tranh xương. Chỉ trong vài năm thì Marsh đã mô tả và định danh nhiều loài khủng long khác nhau, trong đó có các sauropod như Allantosaurus và Apatosaurus vào năm 1877, Brontosaurus vào năm 1879. Năm 1880, ông lại xác định một bộ xương khủng long sauropod khác được phát hiện ở Como Bluff là một loài mới cùng chi với Brontosaurus và đặt tên nó là Brontosaurus amplus. Sự vội vã này khiến cho nhiều mẫu vật không được mô tả kỹ lưỡng và gây ra nhiều hệ lụy sau này cho cái tên Brontosaurus. Năm 1903, nhà cổ sinh vật học Elmer Riggs cho rằng Brontosaurus không đủ khác biệt so với Apatosaurus để được xem là một chi riêng biệt. Chính vì thế Riggs đã đem loài điển hình của Brontosaurus là Brontosaurus excelsus nhập vào Apatosaurus để tạo ra một sinh pháp mới là Apatosaurus excelsus. Nguyên do là bởi Apatosaurus được định danh trước vào năm 1877, nên trong trường hợp cả hai bị xem là danh pháp đồng nghĩa, Apatosaurus sẽ được ưu tiên hơn. Giới cổ sinh vật học cũng dần dần đồng tình với kết luận của Riggs, dù cái tên Brontosaurus vẫn được một số nhà cổ sinh vật học sử dụng trong một số dịp đặc biệt. Chẳng hạn như vào năm 1905, khi khai trương bộ xương sauropod đầu tiên được phục dựng và trưng bày trong lịch sử, chủ tịch của Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ là Henry Fairfield Osborne, dù là một người rất hay phản đối cách đặt danh pháp vội vã và thiếu cẩn trọng của Othniel Charles Marsh, vẫn quyết định sử dụng cái tên Brontosaurus cho bộ xương đó. Phải chăng nguyên nhân là bởi Brontosaurus tức thần lằn sấm, nghe hay hơn Apatosaurus tức thần lằn nhầm lẫn? Trong khi giới học thuật đã tương đối chấp nhận đề xuất của Elmer Riggs, thì để một đề xuất mang tính học thuật được công chúng chấp nhận sẽ phải mất một thời gian khá dài, và khoảng thời gian đó đủ để Brontosaurus kịp ghi dấu ấn trong lòng của công chúng. Về cơ bản thì mẫu định danh của Brontosaurus quá hoàn chỉnh trừ hộp sọ, cho con người đương thời hình dung ra một loài khủng long vĩ đại từng gây chấn động trong mỗi bước chân của chúng. Cuộc trưng bày năm 1905 của Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ với cái tên Brontosaurus cũng gây ấn tượng mạnh với công chúng, và đương nhiên là những nhà làm phim, sản xuất đồ chơi cũng như quảng cáo không thể bỏ qua cơ hội này, bởi đó là một thời kỳ mà văn hóa đại chúng và truyền thông phát triển mạnh mẽ. Năm 1914, Brontosaurus xuất hiện trong bộ phim hoạt hình về khủng long đầu tiên, một bộ phim đen trắng có nhan đề là Jetty the Dinosaur. Năm 1925, bộ phim Come the Lost World dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Arthur Conan Doyle cũng xuất hiện cảnh Brontosaurus chiến đấu với Allosaurus. Năm 1933, bom tấn King Kong cũng gây dấu ấn khi có cảnh Brontosaurus truy đuổi các nhân vật trên đảo Đầu Lâu. Những lần xuất hiện này cùng rất nhiều văn hóa phẩm khác sử dụng Brontosaurus như một đại diện tiêu biểu của nhóm khủng long cổ dài đã giúp cho tên tuổi của thần lằn sấm được mọi người biết đến một cách rộng rãi.
Cũng vào thập niên 1930, hãng xăng dầu Sinclair quyết định bắt đầu đưa khủng long vào các quảng cáo và bao bì sản phẩm của họ. Ban đầu thì hãng sử dụng hình ảnh của nhiều khủng long khác nhau dựa trên quan niệm khi đó về mối liên hệ giữa hóa thạch khủng long và nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên đến cuối cùng thì chỉ có chú khủng long cổ dài Brontosaurus được sử dụng như logo chính thức của hãng nhờ sự nổi tiếng của nó trong công chúng. Sau đó thì Sinclair còn quyết định chơi lớn khi cho dựng các bức tường Brontosaurus xanh mà họ gọi với biệt danh là Dino trên khắp các trạm xăng của họ tại Mỹ. Bạn có thể tưởng tượng cảnh trẻ em trong các gia đình vui sướng thế nào khi chứng kiến chú khủng long yêu thích đang đứng ở ngay đó để mọi người có thể chụp một tấm ảnh lưu niệm. Năm 1963, Dino tiếp tục gây sốt khi xuất hiện dưới dạng một trái bóng bay khổng lồ trong cuộc diễu hành nhân dịp lễ tạ ơn do chuỗi cửa hàng bách hóa The Macy's tổ chức. Năm 1964 đến năm 1965, Dino lại tái xuất tại hội chợ thế giới ở New York cùng với những bóng bay khổng lồ của con khác. Đó có thể coi là thời kỳ hoàng kim của Brontosaurus, nhưng bản án đồng nghĩa với Apatosaurus không vì thế mà biến mất, và cái gì đến cũng phải đến. Vào cuối năm 1989, Bưu chính Hoa Kỳ đã làm nổ ra một cuộc tranh cãi khi phát hành bộ tem khủng long với 4 mẫu tem gồm Tyrannosaurus, Stegosaurus, Pteranodon và Brontosaurus. Lần này thì những tiếng nói vì khoa học đã không im lặng nữa và họ chỉ trích việc dùng danh pháp Brontosaurus thay cho Apatosaurus là dung dưỡng sự mù quáng khoa học. Những chỉ trích tương tự đã khiến cho việc sử dụng cái tên Brontosaurus cứ thưa dần và sự biến mất của cái tên một thời huy hoàng này trở thành một xu hướng khó có thể đảo ngược, bất chấp việc một số người vẫn cho rằng Brontosaurus xứng đáng có một vị trí trong trí tưởng tượng của công chúng và không nên bị loại bỏ một cách tàn nhẫn, giống như những gì đã xảy ra với Antrodemus, một danh pháp khác của Allosaurus. Hãng xăng dầu Sinclair sau đó cũng phải ra thông cáo, chuyển từ sử dụng cái tên Brontosaurus sang Apatosaurus. Đến lúc này thì tưởng chừng như cái tên của Brontosaurus sẽ chìm dần vào quên lãng mãi mãi và không thể trở lại được nữa. Và đương nhiên là trong các phim tài liệu khoa học về khủng long, cái tên Brontosaurus cũng biến mất từ lâu. Tuy nhiên, vào năm 2015, một tia sáng đã lóe lên ở cuối đường hầm. Một nghiên cứu được tiến hành trong vòng 5 năm, phân tích 81 mẫu vật khủng long sauropod được trình bày trong gần 300 trang giấy đã đưa ra kết luận rằng Brontosaurus không phải Apatosaurus. Theo Emmanuel Sharps, trưởng nhóm nghiên cứu, chúng ta có thể phân biệt giữa hai chi khủng long này một cách đơn giản ở phần cổ. Trong đó, cổ của Brontosaurus có thể dựng cao hơn với các đốt sống hẹp hơn. Ngoài ra thì còn một số đặc điểm khác biệt nữa, và nhóm nghiên cứu nhận thấy chừng đó là đủ để kết luận rằng các mẫu vật trước đây được gán cho Brontosaurus không thể được xếp cùng một chi với Apatosaurus, và Brontosaurus xứng đáng được xem là một danh pháp hợp lệ. Tất nhiên, đây vẫn chưa phải là dấu chấm hết của cuộc tranh luận. Như đã đề cập một vài lần thì việc phân định ranh giới giữa các chi và loài ở động vật vốn là một việc hết sức khó khăn, nhất là những giống loài có quan hệ gần gũi với nhau. Ở loài còn sống đã vậy mà ở những loài đã tuyệt chủng, chỉ được biết đến qua hóa thạch còn khó khăn hơn thế nhiều. Cuộc tranh luận Apatosaurus có phải là Brontosaurus hay không chỉ là một cuộc tranh luận trong rất nhiều cuộc tranh luận tương tự. Chẳng hạn như Nanotyrannus có phải là Tyrannosaurus hay không, hay là một loài hoàn toàn riêng? Stegimorlock và Dracorex có phải là những cá thể chưa trưởng thành của Pachycephalosaurus hay không, vân vân và vây mây. Vậy Brontosaurus đã hồi sinh như thế nào sau nghiên cứu năm 2015? Trùng hợp là vào năm 2015, bóng bóng dino xanh khổng lồ lại chính thức tái xuất lần đầu tiên kể từ năm 1976 tại New York trước hàng triệu khán giả, cũng giống như sự trở lại của chính cái tên Brontosaurus. Trong tựa game ARK ra mắt cũng vào năm 2015, Brontosaurus cũng xuất hiện như một sinh vật chính thức của game. Nhiều bản phục dựng mới cũng được các họa sĩ cổ sinh trên khắp thế giới tung ra như một cách để ăn mừng sự trở lại này, trong đó khắc họa cảnh những con Brontosaurus chiến đấu với nhau bằng cổ, kèm theo hashtag là Brontosmash. Với những nghiên cứu mới thì hiện nay Brontosaurus cùng với Apatosaurus được xếp vào cùng một phân họ là Apatosaurini, nằm trong họ Diplodocidae. Một số loài cũ từng được xếp vào chi Apatosaurus thì nay được chuyển sang chi Brontosaurus, gồm hai chi Brontosaurus parvus và Brontosaurus yanapin. Dù chưa từng có hộp sọ nào của Brontosaurus được tìm thấy, nhưng hiện tại thì các nhà cổ sinh vật học đã phục dựng hộp sọ của Brontosaurus dựa trên họ hàng gần Apatosaurus cũng như các loài khác trong họ Diplodocidae. Hộp sọ của chúng khá nhỏ so với thân, mõm tương đối phẳng và hàm được trang bị những chiếc răng cũng phẳng, thích hợp để ăn thực vật. Kích thước của Brontosaurus nhỏ hơn so với Apatosaurus. Loài lớn nhất của chi Brontosaurus là Brontosaurus excelsus, dài khoảng 21-22m và nặng từ 15-17 tấn. Thì loài lớn nhất của chi Apatosaurus là Apatosaurus luisse, dài khoảng 21-23m và nặng từ 16-22 tấn.
Cơ thể của chúng vẫn được trang bị những đốt sống có khoang rỗng nhằm giảm nhẹ trọng lượng tổng thể nhưng vẫn duy trì được sự chắc chắn. Phần đuôi của nó cũng tương tự như các loài lưng long khác, dài và có thể tạo thành một thứ vũ khí giống như roi, với lực quất đủ mạnh để khiến các loài săn mồi phải dè chừng. Từng có giả thuyết cho rằng những con lưng long như Diplodocus, Apatosaurus hay Brontosaurus có thể quất đuôi mạnh và nhanh đến nỗi phá vỡ bức tường âm thanh. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã bị bác bỏ cách đây chưa lâu, khoảng năm 2022. Tất nhiên thì đó vẫn có thể là một thứ vũ khí lợi hại. Một điểm đặc biệt khác của Brontosaurus và người họ hàng Apatosaurus chính là chúng có những đốt sống cổ khá to và chắc chắn so với những họ hàng lưng long cũng như các sauropod khác. Những cấu trúc như vậy có thể đòi hỏi nhu cầu năng lượng rất lớn và do đó chúng chắc chắn không tiến hóa chỉ để cho vui. Những cấu trúc hóa thạch trên các đốt sống cổ còn gợi ý rằng cổ của Brontosaurus có thể được trang bị những gai làm từ keratin với mục đích làm tăng sát thương. Vì thế, các nhà cổ sinh vật học cho rằng những chiếc cổ này có thể được sử dụng trong giao chiến giữa các cá thể cùng loài, một kiểu hành vi mà ngày nay còn được quan sát thấy ở hươu cao cổ và rùa cạn khổng lồ. Các hóa thạch của Brontosaurus đều được tìm thấy tại hạ tầng Morrison, có niên đại khoảng 156,3 đến 146,8 triệu năm trước. Môi trường bán khô hạn với mùa khô và mùa mưa rõ rệt của hệ sinh thái cổ đại thuộc hệ tầng Morrison có thể là một điều kiện thuận lợi giúp hình thành và bảo quản hóa thạch với mật độ khá lớn. Trong hệ sinh thái cổ đại của hệ tầng này, Brontosaurus cùng với Apatosaurus, Camarasaurus và Brachiosaurus là những sinh vật to lớn nhất. Brontosaurus cũng cực kỳ thành công khi hóa thạch của chúng được tìm thấy ở mọi tầng của hệ tầng Morrison với khoảng thời gian lên đến gần 10 triệu năm. Chúng có thể đã ăn các loại thực vật như dương sỉ, tuế hoặc dương sỉ đuôi ngựa rất phổ biến trong hệ tầng này. Cùng chung sống với các sauropod còn có các khủng long hồng chim ăn thực vật như Camptosaurus, Bryosaurus và Stegosaurus. Khi còn là con non và chưa đạt đến độ tuổi trưởng thành thì chúng cũng có thể bị đe dọa bởi những khủng long ăn thịt như Allosaurus và Ceratosaurus. Nhưng một khi đã trưởng thành thì chúng sẽ là những kẻ gần như không thể bị khuất phục. Huyền thoại đã trở lại. Đó là một số dòng tít báo sau năm 2015 viết về Brontosaurus mà chúng ta được thấy. Dù vẫn còn một số người chưa đồng tình, nhưng hầu hết đều tỏ ra vui mừng với sự trở lại này. Hy vọng rằng trong tương lai thì chúng ta sẽ tiếp tục thấy Brontosaurus tái xuất trong những chương trình truyền hình, sách vở, phim tài liệu, truyện tranh và phim ảnh. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.